Bây giờ là chúng ta đi vào trong này chọn cho Antonio một vài bộ quần áo mọi người ạ. Sướng. Nâng niu từng quả. Bên Iran. Sì, grande, grande, grande. Grande, bonito. Đẹp đúng không? Anh ơi, chụp đi. Nhanh nha, thu tiền nha, thu tiền nó ảnh nha. Mọi người nắm chụp tiền mẫu ảnh nha. Ông ở đây chơi luôn, ông biết rồi. Tôi ở đây chơi nha. Aqui estamos a fazer exercício para ver se o frio passa e aumentar um pouco de energia no corpo. Xin chào mọi người nha. Hiện tại thì Quế Vô Tử đã thức dậy vào buổi sáng hôm sau sau khi một chuyến dài từ Angola về Việt Nam. Việt Nam khá là lạnh. Đến bây giờ khá là lạnh, bây giờ mặc một áo len này, một áo khoác mỏng ở bên trong. Thế xong là cái áo khoác ngoài mình hay mặc ở bên Angola nữa. Thế là ba cái áo khá là dày. Đấy, thì Quỳnh Châu Phi cũng đã dậy rồi. Nhưng mà chưa ra khỏi giường mọi người. Còn là Su Châu Phi. Hôm qua bố mẹ về hỏi con tên là gì thì con bảo là con tên là Su Châu Phi mọi người ạ. Không biết là ai dạy nữa, bảo là Su Châu Phi. Thế bây giờ là Su Châu Phi. Hôm qua bố mẹ về nên là cũng chơi với bố mẹ đến tận gần 1 giờ sáng cơ mới đi ngủ. Về là đón bố mẹ xong là vui lắm, thế là chơi đến tận 1 giờ sáng, bố mẹ cũng chơi với Su tận 1 giờ sáng luôn. Đây bây giờ thì ngủ lăn quay rồi. Nói chung là thời tiết ở Việt Nam cũng khá là lạnh. Đó, thế là lịch trình hôm nay là sẽ đưa Antonio đi một số nơi. Bây giờ Antonio chắc là cũng chưa dậy đâu. Ở bên Angola bây giờ đang là tối mà, giờ tối ở bên Angola mà. Mình thử đi ra ngoài kia xem là bạn đã dậy chưa. Nếu không thì chưa dậy thì để cho bạn ngủ tiếp. Ra con đã. Là con đang mua từ tem vô giờ? No. Đúng mi bên? Bên. Bên bên? Bên, bên bên. Bên bên. Ông cần ngủ tốt rồi kìa, ngủ tốt. Nhưng mà phải chứ. Tanh frio? Dạ, yeah, muốn frio. Muốn frio? Công nghe xa lên xôn tâm bên frio? No, em có thể xảy ra nào. Ra nào nế, mấy phó ra frio nế. Đây là buổi sáng đầu tiên của Antonio thức dậy ở Việt Nam nha mọi người nhé. Chân thì công mù công Primeiro Dia Acorda em Việt Nam. Primeiro Dia. Até não estava a dar conta que já está de manhã. Não. Essa é a sua nhà. Só o sonho. Essa é a sua nhà. Ou não, não é? O sonho foi bom. Sonho foi bom. Não, tô perguntando a você, em Vietnam agora, é sonhar ou não? É verdade? Não, sonhei porque uma parte sonhei ainda estou em Angola, mas depois comecei a sonhar já que estamos aqui, estamos já a passear um pouco, andar. Eu penso que essa é sonhar, não é verdade, você está em Vietnam. Você estava a sonhar, está agora na sonhar também. Não, quando a noite... Dormi, despertei. Quando despertei para ir na casa de banho, tava tipo, tava morando em Angola, mas depois quando vi tudo diferente, já estou em Vietnã. Já fui na casa de banho, vim aqui, dormi, agora todo sonho já era daqui. À, bé là ông dậy, ông tỉnh dậy, ông vẫn cứ nghĩ là ông đang ở Angola mọi người. Thế xong này, ông đi tỉnh dậy đi đêm, tỉnh dậy đi nhà bà nhảy vệ sinh mà. Thế bạn là tưởng đang ở Angola, thế nhìn quanh, hóa ra đang ở Việt Nam.
Đó là một chuyến đi của chúng ta ok nha mọi người nha. Thức dậy bây giờ là khá là lạnh luôn, ở ngoài trời cũng đang gió đó. Antonio cũng dậy sớm, thấy mình đến đây thấy tiếng động là cũng dậy luôn rồi. Ngủ rất là ngon, đêm qua ngủ ngon quá cho nên là nay vẫn còn tỉnh táo. Khen ở Việt Nam lạnh. Hoy thì mai frio, ata đi mai frio được agora. May mà còn chưa có mưa, mưa thì lạnh nữa. Đó, thế là qua một đêm để review cho mọi người một buổi sáng thức dậy mới của Quyết với Quỳnh và Antonio như thế nào, một buổi sáng ở Việt Nam. Nói chung là bây giờ là không đi ra ngoài nữa, bởi vì ở ngoài gió to lắm. Đi ra ngoài bây giờ gió như thế kia thì tha hồn lạnh, cây rung rinh như kia kìa. Bang free, now say fora, yeah. La fora ta mutu ventu, mutu frio. Đủ ghế rồi. À, su chào mọi người nào. Xin chào, con là gì nhỉ? Con tên là Su Châu Phi. À, con tên là Su Châu Phi, đúng rồi, Su Châu Phi chào mọi người. Còn đây là chú Antonio đây nhá. Antonio bây giờ nhìn như con búp bê. Lạnh. Mưa từ đấy. Xuống là vẻ hoa trà gừng nhưng mà Antonio mọi người sáng ra. Chơi chơi ảnh mấy cái áo khoác liền. Chưa còn nhìn Quỳnh Châu Phi đây. Quỳnh Châu Phi. Ngài áo khoác luôn. Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay lạnh quá, lâu lắm rồi mình mới bị lạnh như này ấy. Đây, sáng nay là món chiêu đãi Antonio là món bánh cuốn nha. Bánh cuốn. Bánh cuốn ở Hải Dương nha. Đấy. Sáng sớm là ông ngoại đây, bố của Quỳnh đi chợ và mua về bánh cuốn. Đấy, tức là ông ngoại sáng nay đi mua bánh cuốn. Ê, sao con đói chưa? Con muốn ăn chưa? Mẹ lấy riêng nhá. Đây. À, Su đói chưa? Chưa. Con chưa. Chưa. Con chưa à? Có rau nha mọi người nha. Có rau, có giá này. Đấy. Ở đây đang còn còn chả đây mà. Chả chả đây. Chả thịt đây. Bây giờ mình sẽ đây. Ôi. Rồi, chuẩn bị nào, Su xếp ghế nào. Su ngồi đâu nhỉ? Su ngồi với ai nhỉ? Su ngồi với ai? Con ngồi với ai nhỉ? Con ngồi với ai nhỉ? Đây Su quay video là Su này này nghịch đấy, lại giống bố đấy. Nhà Su nhà. Vâng ạ. Thế bây giờ bố ngồi ở đây, Su ngồi đâu nhỉ? Su ngồi đâu? À đấy, bố ngồi đây thì Su ngồi bên cạnh luôn. Rồi xin mời mọi người ăn sáng nhé. Bây giờ Quỳnh sẽ sắp xếp đồ đây, chúng ta sẽ ăn sáng này. Ôi chết. Đây, thịt Có cả nướng, thịt nướng nữa. chả thịt nướng. Sẽ xếp đồ ra sẵn đã. Cả nhà sẽ cùng ăn chung luôn. Ngon quá. Món này lâu lắm rồi, ở bên kia mình không có được ăn đâu. Ê. Sabiesa. À, bên đấy là chưa có cơ hội làm giá đỗ. Đúng. Đậu mà con xanh đúng đi về không? đi về đi đúng không? Đậu đậu xanh. Xanh. Ok, ta bông. Quất được pro vào. Đấy. Você tem đậu xanh, mas você nunca come, né? Assim não. Đấy, như thế này là chưa bao giờ Antonio được ăn đâu. Tại vì mình trước là có làm nhưng mà Antonio chưa có cơ hội được ăn. Sáng sớm là Antonio đã phải có chế độ là uống trà gừng. Levin đấy. Tức là nó mát mát, nó hơi ngọt và nó mát chứ. SC Alpha xỉ từ Việt Nam. Alpha xỉ từ Việt Nam. Đấy. Đây Alpha xỉ cái này thì như nhau rồi. Salsa. 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 Cái này thì Antonio ăn rồi đấy. Ăn rồi à? Ok, và một con me xin dùng tù công e xà nhé. Đây, chúng ta sẽ giới thiệu Antonio sẽ ăn cùng với những các món như thế này. Đó, được rồi. Đang đợi ông làm một tí.
bán cho ăn cơm nào. Ông ngồi ăn đi ạ. Ông ngồi ăn chung luôn. Ông ngồi ăn đi. Rồi ăn đi. Bán tâm ngồi ăn đi nào. Xu mời bà ăn chưa ăn nhỉ? Rồi xin mời mọi người ăn nhá. Rồi xin mời mọi người. Antonio mời mọi người nè. Mời mọi người. Xin mời mọi người. Cô nghe. Mọi người ăn. Mời mọi người ăn nha. Vâng ạ, được rồi. À. Nhà mình khá là đông rồi. À, khéo à, nước mắm rơi vào áo khoác của bạn ấy xong là lại phải thay cái mới. Sư ơi, con ăn đi. Nghe vẻ gần gần à. Có vẻ con nó kèm nó đấy một cái. Con em xa nhé. Em xa đặt đây. Em xa. Em xin. Đấy, nói chung là cái món này là hơi mới. Nhưng mà phải hướng dẫn bạn ăn. Nói chung là về đây là toàn ăn món Việt Nam. Không có cái món gì của châu Phi cả. Su châu Phi ơi, em sáng với su châu Phi ơi. Bà đấy chứ. Bà đấy chứ. Mọi người thấy Antonio ăn được đũa nhá. Ăn đũa sạch điệu luôn. Đấy. Bánh đa, bánh đa. Ok, đây là buổi sáng giới thiệu cho Antonio món bánh cuốn. Mỗi ngày là chắc là sẽ giới thiệu một món, hai món gì đó. Một ngày sẽ ăn từ sáng đến tối các món Việt Nam. Đó. Pega, pega. Ông ơi, ngồi đây đi. À xin ban ông cay na na ban ông đang. Ông ngồi. Ông ngồi cạnh cháu kìa. Cháu mời ông quá. Ông ngồi. Có ông ngồi đây. Rồi. Xin mời ông ăn nè. Đây ông ngồi cạnh cháu. Ra để ông ăn nha. Ngồi cạnh cháu cho mình. Xin mời. Xin mời nha. Mời tất cả mọi người. Rồi, con ăn đi. Ok, đây, bây giờ cả nhà sẽ ăn nha. Xin chào mọi người. Rồi, ăn thôi. Sư ăn đi nào, Sư ăn mẹ xem nào. Con ăn từ từ thôi. Xin mời. Có mẹ bên. Essa tudo feito do arroz. Essa aqui. Uhum. Feito do arroz dentro é cebola. Cebola de folha não. Não, cebola de batata. Essa carne é de vaca. Chả bò mọi người. Giò bò. Giò bò xin, giò bò. Essa carne do porco. Tá bom? Bem bom, né? Bem. Como? Dạ, cháu cho bà. Đây, Thanh Hóa đây ạ. Falei, não preciso mais geleira para meter fruta, ó. Para beber água fresca. Só essa aqui tá tempo do mundo na geleira. Já, ok. Antonio bảo là không cần phải ấy mà không cần phải bỏ hoa quả vào tủ lạnh gì cả, hoa quả ăn là lạnh bởi vì là bây giờ nó đã quá lạnh rồi. Đây bây giờ ăn xong rồi Su đấy con bỏ ở đấy luôn, con bỏ ở đấy luôn, à, bỏ vào rổ đũa đâu, đúng rồi, đấy Su đang giúp mẹ với lại bá để soạn đồ nha, đúng rồi, giỏi quá, giỏi.
Đấy, Su đang giúp bá với mẹ xếp đồ. Ôi trời ơi. Úp xuống, con úp xuống. Đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, giỏi quá. Bây giờ là đến lượt phần của Antonio đây mọi người. Đây là mấy cái khăn mà mấy khăn da ướt, khăn giấy mà bạn ấy lấy ở trên máy bay, bạn đút túi, bây giờ mang đồ ra giặt thì xong là nó tròi ra. Thực ra thì nhà vẫn có máy giặt đấy mọi người, thế nhưng mà buổi đầu tiên cái quần của bạn là quần bò mới đấy, cho nên là để cho bạn ấy giặt tay cho đỡ phai màu, đỡ hỏng. Bên này cái thứ hai nữa là để cho bạn ấy thưởng thức một tí cái lạnh ở Việt Nam mình vào cái mùa lạnh xem thế nào. Nói chung là buổi đầu thôi để thưởng thức đã, thưởng thức xem là cái lạnh đã, gọi là trải nghiệm đấy mọi người. Các buổi lần sau thì mình có máy giặt đấy, nên là cứ xong rồi cho vào máy giặt thôi là được. Tá frio. Bem fresca. Bem fresca. Até não tá fria, tá fresca mesmo. Quá là lạnh nữa mọi người. Tipo que é meter gelo, né? Aqui no mundo da frescura. Antonio, bạn bảo là đây thế giới của cái lạnh. Bây giờ uống nước là không cần phải cho nước vào tủ lạnh nữa, đã đủ lạnh rồi. Còn không biết Quỳnh Châu Phi đâu nhỉ? Để đi tìm Quỳnh Châu Phi mọi người ạ. À, xem là Quỳnh bây giờ là đang đi gội đầu sao ấy. Quỳnh đâu ấy nhỉ? Quỳnh bây giờ đang gội đầu mọi người nhé. Ở bên cạnh nhà thì là quán của chị gái Quỳnh luôn nha mọi người nha, massage gội đầu dưỡng sinh đây nhá, quán Tâm là hình như là Quỳnh bây giờ đang trong này nhá, quán massage gội đầu ở Chí Linh nha mọi người nha, sao đỏ Chí Linh. Bây giờ đi nào, Su mở cửa nào. Mẹ làm gì đấy con? Mẹ đang gội đầu. Mẹ đang gội đầu à? Ôi rồi đi vào xem nào. Xem nào. Wow, ấm thế, trong này ấm thế nhỉ? Ghê, này có nhân viên làm cho sướng thế. Đấy, hơi xịn xó đấy, về nhà phát là được thưởng thức luôn. Tí nữa đến lượt quyết mọi người ạ. Trông, trông cái màn này. Ôi giời ơi, Su giúp mẹ đi con. Con giúp mẹ đi. Con giúp mẹ Quỳnh đi. Con mẹ gì nữa, ở đây là Su còn có cả mẹ Tâm nữa nhé mọi người nhé. Cho nên là Su hỏi mẹ gì. Đấy. Đây là quán của chị Tâm này, có massage gội đầu à? Con có những dịch vụ gì chị Tâm? Nào mà những dịch vụ gì nào? Chai kiểu bóc lơ đấy. Đây mình có dịch vụ là chăm sóc da. Chăm sóc da gội thì đầu nào? Dưỡng sinh. Gội đầu dưỡng sinh à? Thế bây giờ là Quỳnh đang sử dụng dịch vụ gì đây? Quỳnh chăm sóc da. Tất cả các dịch vụ. Tất cả các dịch vụ à? Xem là bạn nhiều người sau đó là chăm sóc da này, cái gì dưỡng sinh, gội đầu dưỡng sinh à, gội đầu dưỡng sinh các kiểu massage. Đây là quán tại nhà luôn mọi người ạ. Nào Quỳnh cảm thấy thế nào sau bao nhiêu năm lần đầu được trải nghiệm massage gội đầu dưỡng sinh? Quỳnh Châu Phi phê ạ. Phê á? Nói chung là phê anh mọi người. Anh học đi, anh quyết về làm cho em đi. Thế là phải mua cái máy này sang chứ nhỉ? Không cần máy làm tay á. Không có máy hỗ trợ nó khó. Su, ngày nào Su cũng sang bên này giúp bà đúng không? Yeah. Hả? Con cũng sang ấy, cũng gội đầu ấy. Tức là ngày nào con cũng sang gội đầu chứ không phải giúp bà à? Su sướng nhỉ, Su ngày nào cũng được hưởng dịch vụ. Rồi sau khi là một buổi sáng thức dậy xong, quanh nhà chúng ta dọn dẹp ăn uống xong, bây giờ cùng Antonio sẽ đi mua cho các bạn em một vài bộ quần áo, xong chúng ta sẽ đi mua đồ Tết mọi người, đi
sắm cho ông bà một cành đào Tết vậy. Để chờ dẫn Antonio đi chợ Tết xem thế nào. Đấy, Su đã rất là hào hứng đi rồi. Chúng ta sẽ đi máy xe máy nha. Chúng ta sẽ đi máy nha, đi xe máy nha. Chúng ta sẽ đi chơi bằng xe máy nha, ok. Ừ. Bây giờ là chúng ta đi vào trong này chọn cho Antonio một vài bộ quần áo mọi người ạ. Đấy. Uầy. Lạnh quá. Quá là lạnh. Rồi bây giờ là sẽ để cho Antonio chọn mấy bộ quần áo nha, em chào chị. Chị. Yeah, xin chào, như thật. Ơ Quỳnh. Quỳnh về gặp nhiều người quen đấy nhỉ. Dạ vâng ạ. Này bà lại gặp nhà người quen à. Đây chị Lan, chị sẽ chọn đồ cho Antonio nha mọi người nhé. Đây bạn đây. Đây bạn Antonio đây. Antonio về đi. Về tipo para você. Aqui, essa lá đủ, essa lá đủ. Đây, đây bên này. Chủ yếu là chắc là chủ yếu là chị Lan chọn thôi, chứ ra Antonio chắc là cũng lơ ngơ lắm. Để cho Antonio chọn thử xem bạn đứng cái đoạn nào xong là chị ấy thôi. Đây chị Lan ngắm được của này cho Antonio. Chị lỗ 200.000 luôn, 200.000. Vai experimentar para se viu na. Entra lá. Antonio về là có cái áo ngày trước của Tony Phong đang ở nhà, ấy, cái áo siêu dày của Tony Phong, nghĩa là Antonio mặc tận đến cái ba cái áo khoác liền. Aqui. Aqui, fazer assim. Hôm nay còn lên ngớ lắm. Đây, đây. Assim bonito. Cao sao ta bom CV? Ta CV bem. Ok, ra bonito, em tao. Đấy, thế này cũng đẹp đấy nhỉ. Ok. Puxa mais calça um pouco. Vira, 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 mostra. Tá bom. Ok, đây là mua tạm mấy bộ mặc ở nhà, thế xong là mà một hai bộ đi chơi nữa, thế là ok nha mọi người nha. Chị Lan ơi, cái này vừa này. Đây. Đấy, ok đúng không? Lấy thêm một bộ màu khác nữa của cái này nữa. Đẹp đấy. 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 Essa, essa. Đấy, cái này đẹp. Cái này vừa mà, ok. Rồi, ok, cái này đẹp đấy. Lấy cái áo này. Đây, cái này, bên này, cái bên này cái kia nữa. Một cái ngắn tay nữa. Ok, được rồi, tá bom. Ra, CV ra. Ra, cô đi ra. Ok. Essa, guarda. Pode vestir normalmente de você. Essa fora, essa para que conta. Tiết ra, con ta, mình tên. Thế em thử cái gì không vừa? Đấy, em phải 34. Tá bom, a xin, tá bom. Đấy, đây, bộ này là cũng đẹp, cũng vừa vặn nha mọi người nha. Ok, em tao, bạn muốn lệ. Đây, vâng ạ, chị về ạ.
Ok, ra. Tá bom, tá bom. Tiếp ra ra, ta ra cái này vào. Rồi, Antonio lấy thêm tiếp mấy bộ như thế nha mọi người nha. Đây, tất cả quần áo Antonio đây rồi. Ok mọi người, chúng ta mua quần áo xong rồi này. Ê, bây giờ là cả nhà chúng ta sẽ tiếp tục đi chợ hoa để mua hoa đón Tết cho ông bà ngoại nhá. Đấy. Đi đâu? Đi đâu? Bây giờ mình đi mua cái này. Đi mua cái gì? À ok, nào đi nha. Rồi, đi đâu? Bye bye nha. Lên xe, xe ta. Xuôi, lên đi nào. Xuống ngồi đi con. Mẹ. Xuống ngồi nào, ok. Mẹ ngồi đi con. Không, mẹ ngồi xe. Mẹ ngồi xe bà Lan. Nào. Được rồi, đi thôi. Nè, subi, subi ra, subi ra. Lên đường nha. Trời khá là lạnh mọi người, lạnh lắm. Đấy. Đấy, bây giờ đi chợ hoa, xem hoa nhé mọi người nhá. Đây, nắm hoa, nắm quả nó đây này. Mua bong bóng á? À? Để bong bóng để mua sau con nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi gửi xe. Gửi xe chứ nhá, gửi xe nhá, xe dựng ở kia chứ nhỉ. Đấy. Nào đợi bố. Thôi cứ để xe đây để đi cho tiện. Vâng, vứt xe. Nào xe để đây nhá. Vâng, nhưng mà có tiền nè. Vứt xe. Nào. Nào thế anh Việt. À mua kẹo bông á. À kia rồi, đi đi xuống nè. Đi cây ra. Đây. Đây mua bông này. Antonio có quả mũ đẹp đấy. Bị rơi, vừa bị rơi, mũ vừa bị rơi. Vào mũ bảo hiểm ra được rồi mà. Đây. Đây đây con của con đây. Đến đây. Đến đây đến đây đến đây nào. Đi vào mũ bảo hiểm kia nào. Mete que abacas cabeza tiene. Là mete puede meter tu. Đi con, đi. Thôi thôi đi. Ya, puede meter aquí. Antonio cũng có phần á. Mấy con ăn thử cái á? Không, em ăn. Được. Mấy ăn, mấy 15 cân mà. Đâu có để tiền ăn mắt cả là. Cái mũ của Antonio độ thì kia nó có đúng không? Em thấy nó sai sai ấy. Sai sai thế nào, độ ấm là được. Con xe xuôi, xe con nhé. Đưa bố cẩn, đưa bố cẩn. Ừ, rồi đi với bố. Bóc ra. Đi với bố, à thế con xuôi đi với mẹ đi. Ừ, Antonio, come đi. Em sẽ được bố xe. À, bố này come ai sao ấy? Come ai ra? Come ai xin. Ta không muốn. Ăn kẹo bông à? Sư bảo chú Antonio ăn kẹo bông. Kẹo bông có ngon không? Phải, chú Antonio kẹo bông ngon, con hỏng bè kẹo của chú kìa. Anh đi này, đây, của con đây. Muốn tôi đón gì? Em sẽ phải tôi đưa Asuka. Asuka mềm hả? Số Asuka. Số simple. Sí, số Asuka simple. Số ấy, đưa bố nào con. Ngon quá. Ngon quá. À. Nào, em sẽ phải là con mẹ. Antonio tưởng cái này đùa. Để chơi, tưởng đồ chơi. Ngon đấy. Yeah. É para comer. Yeah. Então, para nós ir também vou levar para no market, provar também. Antonio, ăn thấy ngon bảo là mang về cho Maxi đi ăn thử. Yeah. Ok. Ngon sướng. Su đâu rồi, đi với món nào đi. Con ăn ít một thôi. Đây, đây, là đây, đi đây cho Antonio xem làm kiểu bông như nào đó này. Antonio về. Đi đây này. Chị chủ quán đây. Đâu nhỉ? Quay làm sao? Chị ơi, chị để biểu diễn cho em một cái làm kiểu bông được không? Anh ơi, ở ngoài này em phải quay nhá, ngoài này gió này. À ngoài này gió không quay được cả. À? Nhưng quay thử một cái được không? Nhưng mà không quay được, anh ơi, bay lên trên mặt. Bay lên à? À, thế vậy đây không thử, không biểu diễn được. Đấy, bò bía nữa nha. 20.000 ba cái này.
Thôi Su ơi, con ăn ít thôi. Của con đang có đi. Của con đang có, tí nữa về nhà con ăn nhá. Đây, đây của con ăn đi. Ăn ít thôi, ăn ít thôi, ngọt quá. Thôi. Không ăn, em không ăn nữa. Đây, bây giờ là chúng ta để thưởng thức bò bía nữa. Bò bía thử sao đấy. Bò bía. Đứng ra một góc đi. Em có rồi đây. Đúng rồi, em có rồi đây. Nhờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không, em không ăn đâu. Không ăn đâu. Béo. Thôi mấy cái gà mà. Thôi không ăn, béo. Thôi bây giờ thử ăn đi. Để Antonio ăn. Em ra bồn đi. Lâu rồi được ăn thử con. Thích. Cái gì con? Em không ăn được. Em có ăn đâu. Em đã bảo không ăn, anh Bí cứ đút cho em sao nhỉ? Em không ăn mà. Ừ, em có rồi, em có rồi. Thế bây giờ là chúng ta thưởng thức bò bía mọi người ạ. Bố ơi. Ok. Aqui já começamos a provar algumas coisas que Angola não tem, nunca vimos. Então, este aqui chama-se aqui. Chama kẹo bông. Kẹo bông. Kẹo bông. Kẹo bông. Bông bông. Kẹo bông. Bóng bóng để tí nữa con nhé, đi lại, tí nữa quay về nhé. Đây cầm cái này rồi. Quay về. Đi bò gudang. Ta là pensar gudang coisa de pintor. Antonio tưởng là bông mọi người. Lúc đầu tưởng là bông để chơi thôi nhưng mà ăn vào thì thấy ngọt. Thì gọi là kẹo bông mà. Antonio nữa này. Đây Antonio này, Aki này. Đấy đi thử một vòng, đây là bò bía. Bò bía. Thực ra thì Quyết ăn bò bía một lần rồi nên cũng không thích lắm. Quyết không thích nhưng mà cho Quyết không chục cái thì Quyết ăn 5 cái. Nói chung thì buồn mồm thì cứ ăn thôi. Vậy S.E.E. vừng. Vừng, xem ai vừng nhé. Vừng ngọt lắm. Em đã bảo không ăn nữa. Đây là vừng rồi, ta có đứng rồi. Ra, bố đi con mẹ. Ra, bố va ra. Novamente outro de novo. Ngon thật không? Ngon thật không? Thôi để đây em thử một miếng xong là để Quỳnh ăn. Ăn. Ừ. Nói chung không ngọt mấy, mùi dừa ăn cũng được. Chân thì có một. Em đâu rồi? Đây là cô của. Cảm ơn. Esse branco é coco. Uh-huh. Còn cái này là cái vàng vàng này làm từ cái gì bác? Đây là kẹo mía. Kẹo mía à? À, essa tipo feito de cana. Esse é castanho. Castanho, cana. Ăn cũng được mọi người, dừa bùi, có thêm vừng, ăn cũng được. Nói chung là mình không thích lắm cho nên là nhận sẽ ăn được thôi. Con, ngon hả? Đi nào. Bố bé. Được. Buổi sáng tự ngủ dậy, Antonio nhìn ra nhà thấy người ta chở cây quất. Thế bảo ơn. Tôi thấy họ chở một xe chở hoa quả đi, họ đi bán quả xong họ chở cây về để trồng à. Yeah. Bí này của Bí này. Bí đi với chú nhá, đi cẩn thận nhé. Đây bây giờ chúng ta ra chợ hoa thôi. Antonio về à? Mua tu flor à? Đấy, giới thiệu cho Antonio chợ hoa ngày Tết. Ơi, có cái mua hoa màu hồng. Đây mua hoa màu hồng à? Nhưng mà không được bẻ, không được động vào nhá. Để cho nó đẹp. Ừ. Đẹp không? Đẹp nhà mình mua sau nhá con nhá. Đây là chợ hoa ở Chí Linh nhá mọi người nhá. Chí Linh, Hải Dương nhá. Đi, 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 đi xem đào đi. Ngắm tập trung thế. Nào. Đây đây của Bí đây, của Bí đây. Hai mẹ con cầm ăn đi. Đấy. Essa também que verdade. Não é falso. Não é falso.
Antônio já đang nghĩ là hoa giả. Đúng rồi, đúng rồi, vâng. À thế ạ. À. Vâng, đây là Antonio đây, anh nhìn có quen không? Quen Quang Linh luôn nhé, đúng không? Yeah, không, đây nó không phải Quang Linh. Biết rồi, nhưng mà cũng quá sang. Đây là Hai Quy Vlog, dạ vâng. Đấy, đi giờ Antonio đi là cũng nhận ra mình đi đây là anh bán hoa, anh cũng nhận ra đây. Hôm nay chỉ đi ngắm hoa của anh thôi, chứ chưa mua ở đây, em đi mua đào. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Đấy, thấy chưa, Antonio thấy chưa? Esa, verdad đi, dạ? Biết nói tiếng Việt không? Không, Antonio nói ít thôi. Ừ, đi xem hoa đào nào. Natural. Để đi nói chị nhé. Tâm tu đua kì. Tu đua kì. Não é falso. Não é falso. Aquele também. Aquele. Tudo verdade. Tudo. Dạ, vamos andar. Antonio rất là ngạc nhiên lúc đầu là tưởng ấy. Cảm ơn anh nhé. Lúc đầu tưởng là ấy, tưởng là giả. Aqui também. Ôi, cái này đẹp này. À, năm nay mình biết thấy đấy. Cái hoa này là hoa gì nhỉ? Thấy bảo là hoa mơ à? Hoa mơ á? Hoa mơ sau nó sẽ nở cánh trắng hết. Ừ, em đang xem đây. Essa também, nhá. bất cứ một cái gì là Antonio ngắm cũng rất là kỹ. Đẹp quá. Đây cây quất mà tá Antonio. Đi mang nhà vô CV Esa. Esa đấy. Ok, dạ đi à. Đi vamos ver outro sítio. Que é o local das plantas. Essa também é verdade. Đây là hoa gọi là hoa mai. Hoa mai. Sim, hoa mai. Hoa mai. Đây là miền Bắc mình dạo này chơi hoa mai cũng rất là nhiều mà hoa mai nở vào Tết cũng rất là nhiều đấy nhỉ. Em tudo, em à. Bonita né? Fala como? Đẹp. 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 Ok, đi lên trên kia đi. Trên kia còn nhiều lắm. Đi chúng ta lên trên kia nha. Hôm nay lâu lắm rồi cũng phải đến nói chung là phải đến chục năm mọi người, chục năm rồi quên mới đi sắm Tết luôn đấy. Tại vì là ngày trước ở bên kia xong là về cái lúc về thì Quỳnh sinh em bé sinh xu đây này. Thế là vợ chồng cũng bận bịu chẳng sắm Tết gì cả, chẳng đi đâu Tết được. Đây là năm nay cũng là năm chính thức để đi xem Tết, sắm Tết này. À đây tôi tiện này. Essa chama hoa đào nhá. Hoa đào. Hoa đào. Ông nghe tò mò cái này này. Toranja. Sim, toranja, toranja. Toranja nhưng mà bạn đang gọi natural. Toranja. Essa natural. Como? cái gì cũng rất là tò mò, nhìn rất là kỹ, gõ rất là cẩn thận đấy. Ông gõ mà nó rụng xuống là ông phải mua cả. Essa também natural, nhá. Essa pimenta. Pimenta. Sim, pimenta. Ớt nha. Ớt đấy. Pimenta chama ớt. Ớt. Dinh đung gú. Fica muito não. Essa para plantas para que eu não também não comi ainda, mas para que plantas para bonito ainda. Também tudo, essa também. Essa também dá comer. Também dá comer. Dá também meter. Sim, bonito. Sim, mas casa. Essa meter bonito casa primeiro. Depois pode comer. Já. Yeah. Đấy. Tức là khi mà gặp những cái hoa quả là bạn hỏi là có ăn được không? Được đã. Essa também. Flora diferente também. Aqui também flora diferente aqui. Branca e vermelha.
màu đỏ và màu trắng. Hoa giấy. Você tá com aquela ali que o doutor fez em casa? Da rosa. Sim, como da rosa. E também tem que de outro tipo, nem precisa fazer assim. Ele já dá. Dá 3, 2. Dá 3, 2. Aqui também vê. Tá vendo? Đấy. Antonio rất rất là hào hứng, rất là thích ngắm những cái thứ này. Nói chung Tết này cũng hơi đặc biệt với mình vì là có đưa Antonio về nữa. Loa anh đang đeo à? Đấy. Mà depois crece mais, fica mais. Vai crescer. Se nós quiser levar uma planta dessa até lá em Angola. Como? Levar uma planta dessa até lá. Pode ser. Pode ser. Mas só levar essa pequena só. Sim, pequena. Uhum. Depois? Também a toranja. Toranja eu já trouxe do Vietnam. Já está lá em Angola. Já está lá. A minha casa tem. Lá em Angola. Sim. A minha casa em Angola. Yeah. Tá bom. Antônio bảo là mang cái này sang Angola trồng được không? Thế nhưng mà phải đợt này chắc nếu mà ông muốn mang sang là nhiều lắm. Não vamos caçar essa. Ah, não vamos caçar essa. Mas essa azedo. Essa não é aquela que chupamos em casa. Não, essa é outro. Essa azedo. Ông lại nhầm đấy. Banh azedo. Antônio tưởng là cái quả quýt mình cho ăn ở nhà. Đấy. Quả quýt ở nhà ăn ở nhà khác. Nghiên cứu kỹ thế này mà vẫn nhầm. Eles também soldaram não? Também, essa não é soda. Essa não é soda. Essa cresceu mesmo natural, assim? Uhum. Grau mesmo? Pode ser. Antônio bảo là cây này có phải cây ghép không? Nên mình nghĩ là nó cũng không phải là cây ghép bởi vì là cây quất này nó ra quả rất là dễ mà. Ngắm nghía cái này hơi lâu đấy. Đây, đi lên trên đi. À, dạ vâng ạ. Anh bán đào ở đây, bán quất đây ạ. Để cho em quay tí ạ. Ừ, cứ quay đi thôi. Chín trống. Nhớ nhìn ngắm. Đó sẽ aquela aí. Sim, đó sẽ aquela aí. Essa. Antonio đang hỏi là cái quả quýt ngọt. Đấy, quả quýt ngọt là có phải quả này không? Thì đây, đúng là cái này này. Buổi sáng cho Antonio ăn là ăn cái quả này. Thế là ông là bảo là mang về để trồng ấy. Ấy giời, ngắm nghía kỹ chưa? Trông như kiểu ông đang đi chọn, ông đi mua cây giống như mọi người ạ. Muốn bẻ quả thứ ngắm rồi đấy. Trông như là muốn bẻ đấy. Angola nunca assim. É. Nunca. Nem aquela, nem essa. Antonio bảo là Angola không có những cái loại này. Đấy. Từ cây to, cây bé, quả to, quả bé là không có đâu đấy. Đây là bà ngàn trong cái vườn quất Tết đây này. Ekali Tambay. Và Andaza. Sim. Ok. Đây, aqui. Đây. Sướng. Nâng niu từng quả. Bem grande. Bem grande. Sim, grande. Bonito, né? Grande e bonito. Đẹp đúng không? Sim. Đẹp. Não. Bonito. Sim. Đẹp lắm. Essa soda, é? Essa soda. Ela tirou no grande e meteu nesse pequeno. Sim, Essa aqui quero ter em casa muito, essa não pode faltar. É. Não pode falhar. Então depois comer aqui 300 graus, é? Você não está saindo grau.
Câu hỏi khó. Thế là mình bảo là ăn quả xong mang hạt về đấy, nhưng mà cái này nó có hạt chó đâu. Chúng ta sẽ ít rau. À, ok, ra. Anh đã ra, anh đã. Temos que levar mesmo só o pau. Đẹp nhỉ, hoa giấy, hoa giấy lạ nhỉ. Hoa giấy đợt này ở Việt Nam mình, hoa giấy lại cái gốc này như kiểu là gốc cây ấy nhỉ, cây cây đại ấy nhỉ. Nhưng mà ông này mắt ông ấy chỉ ngắm quả thôi mọi người. Esse é bem azedo, depois quero ainda provar como é que ele está azedo. Como? Esse. Podes provar, provar. Então vamos passar na depois vou pedir ele tirar, já? Já, já, já. Antonio bảo là muốn ăn ăn thử quả quất xem nó là chua là ngọt. Thế nhưng mà mình để mình đi đây mình xin đã, để xin đã, gọi là cây của mọi người đang đẹp thì để bẻ thì à, đây đi đây đợi thế nào, ông này chẳng có quả rụng. À đây, chị ơi chị bán quất ở đây à? Chị ơi chị có quả nào quất nào nó hầu xấu xấu cho em xin quả cho bạn thử không? Ôi thử chết đấy. Không, không thử chết à? À, thế là aqui tem veneno, não não pode comer. Tem veneno ainda. Từ thử thôi xem chua cho bạn biết là chua hay là ngọt thôi. Cái này nó phun cho nên là ăn vào không tốt, còn không. Thích thì cứ ăn được. Chỉ một tí tí thôi. À, thế thì đây thích đâu. Một tí không? Tí thôi, không việc gì cả. Ok. Vâng. Em ơi, cái chùm nó xong luôn rồi cơ. Vâng, một tí thôi. Tức là vẫn vẫn có phun thuốc nhưng mà thôi thử một tí biết vị chua hay ngọt thôi. Rồi em cảm ơn nha. Này, ok. Um pouco só. Sim, é? Sim. Só provar. Só provar. Tung bem luôn. Como? Mas muito azedo não. Muito bem. Không chua lắm, không chua lắm, không chua lắm. Không chua lắm. É bom. É bom. Vẫn còn ngon nhé chị ạ. Còn ngon cái này chứ không chua lắm. Tá bom, chega, chega. Não come mais. Nếu mà cho quả to cái thì thích lắm đấy, bởi vì quả cái lớn già nó sẽ ngọt. Vâng, bên cả năng quả già sẽ ngọt. Ở bên ngoài đấy các bạn là bay đô gì rồi gì. À, nói chung là Antonio ăn quất không thấy chua nhưng mà mình đúng là chua thật. Em cảm ơn chị. Sai o grau. Sim, sai grau. Mas aquele grande não sai. Aquele depende vai tem grau. Tức là cây này chắc là cũng muốn mang về để trồng đây. Cho Antonio muốn cho mang này về để trồng. Mua một cây xanh khác. Ok, sẽ mua chị ạ. Sẽ mua, vâng. Mua tôi chết một thuyền Việt Nam. Ele ela manda você comprar uma planta. Sim, uma planta de que ano novo do Vietnam. Normalmente tudo pessoa vai comprar uma essa ou aquele. Mete em casa. Entende, né? Cada casa, cada família vai comprar essa ou aquele. Mete em casa. Para soltar tudo mal, que é feiticeiro. Soltar feiticeiro. Aquele soltar, aquele. Yeah, tá bom. Então, quando nós ir, vamos levar um daquele. Antônio, là muốn là cũng khi mà mình tức là về Việt Nam, về Angola là cũng sẽ mua cái kia nữa kìa. Em cho đồ về đi. Dạ. Em nếu mua cái này cho em đồ về. Ơi, dạ, tức là cũng, chắc là chỉ mang được cây bé thôi chị ạ. Cái gì con? Em sao con? Nào, bố xem nào. Rồi, ok. Được rồi, không lại nữa. Ơi, không ăn nữa à? Antonio, con mẹ mai. Não, chega. Não à? Então, vamos deixar nisso. Espera. Vem aqui. Rồi, chúng ta đi tiếp nha mọi người nha. Cái này, em cảm ơn chị nha. Đi nào con? Em quay lại ạ. À, đi với bố quyết chi nào đâu nào. Bố con cái mua bông bóng. À mua bông bóng à. Tá bom. Tá, tá, tá. Muito bom. Muito bom, muito bonito. À được, được. Đây Antonio, ela quer tirar foto contigo. Dá por tirar foto. Antonio. À bạn đi chụp ảnh cho Antonio này. Ơi. Không, bóng một tí nữa, bóng ăn nữa bây giờ không mua được. Bây giờ con mua là bố không cho con đi chơi đâu. Thích chơi là planta. Và xây bonit. Yeah. Nào, cho tự nào. Anh Bí bỏ vào xó rác cho chú. Chị. Đi tìm xó rác, hỏi các cô, các chú hỏi đi tìm xó rác, bỏ cho chú, nhanh lên. Cần chưa? Đấy, Antonio có
có khán giả chụp ảnh nhé mọi người nhé. 1, 2, 3. Tự nhiên ăn cho về lại có người chụp ảnh, chẳng ai bảo chụp ảnh như mình cả, chán thật ý. Không bao giờ chụp ảnh. Thật ý, chả bao giờ được chụp ảnh như mình cả. Chả chụp ảnh như mình cả. Vâng ạ. Ok. Là hai vợ chồng nhà Lầy ở sông Phi phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tôi ta nhận cái thằng Lầy. Thằng này này, có thế thằng này cô không nhận ra à? Không, tôi chỉ nhận cái thằng này, nó hai vợ chồng nhà Lầy à. Bây giờ tôi mới nghĩ ra thằng này là nó chơi từ đây. Dạ vâng. Vâng, đúng rồi. Thế mà nhận ra thằng này mà lại không nhận ra thằng kia. Không, thằng này nó ở trong bên phía trong có thằng. Vâng. Cầm ở đâu? Bên trong bên trong kia. Vâng, đúng rồi, bên trong kia ạ. Hai vợ chồng nó làm sao gì đâu. Nó mãi ra bộ rằng là suốt ngày nó xem hai vợ chồng nó lại. Dạ vâng. Ôi, sao ta nghĩ ra bộ đỉnh. Đúng trần rồi, đúng trần rồi. Ai đi chơi? Anh nha nha. Anh đẹp quá thế này, không chụp cái này. Vợ chồng có vẻ là nó. Chụp rồi, anh chụp á. Vâng, nhưng mà vợ chồng ngoài đời nhìn có xinh hơn không? Sinh hơn nhiều đúng không? Sinh mà nó không dạ như ở trong. Vâng, đúng rồi. Đúng rồi, vợ cháu cực kỳ xinh luôn. Trai không? Đông đông quan đấy. Đây đây đây. Vâng đây. Có khả năng làm kiểu mũ được gì? Làm kiểu mũ cho giống nhau hả? Đây bí này bí. Bí mang cho bác bỏ cho chú. Đây, đây bảo mẹ, hỏi mẹ. Nào, Su chụp ảnh không? Nào. Nào, thế mẹ chụp ảnh cho Su cái nào. Đẹp luôn. Đẹp luôn nè. Nào, Su nè. Nào, Su chụp ảnh cho Su nè. Nào, chụp ảnh cho Su nè. Đây, 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 đây. Antonio Pega đi. À, ok, nào. Con đây, con để cho chú cầm nhìn ảnh nào. À, 2, 3 nào. Su kìa, nhìn mặt kia con kìa. Nào. Đấy. Cháu ở đây ạ. Ê, đẹp quá nhỉ. Nào, bác cho cháu xem đi nào, cho cháu xem nào. Đấy, ôi, cháu xinh thế. Xinh gái quá. Xinh gái quá, rồi. Rồi. Cô đăng lên Facebook xong là con sẽ xem nhá. Đấy, ôi, yeah. Rồi, cảm ơn bác đi. Yeah, ok. Ok. À, đi mua cái quân hả? À, đi 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 mua quất nào, đi mua quất nhá. Ăn tôi nó pê gà đi. Ăn đào ra, ăn đào ra, ăn đào vào mưa, ăn đào ra. À, ăn tôi đưa về đi chợ Tết nha, mẹ rất là vui, mọi người cũng rất hào hứng nhé. Bố mỏi chân lắm. Đây. Đâu? Vâng vâng. Cái này đẹp này. Bố ơi, bố con hỏi mỏi chân rồi. Bố ơi, con hỏi mỏi chân rồi ạ. Con hỏi mỏi chân rồi. Anh này ở trong đường ấy chỗ nhà mình như đi. Mai đi chơi đi. Anh này anh ở đây lâu rồi chị. Anh này người mình mà. Ôi rồi. Nói được tiếng Việt không? Anh nói tiếng Việt bình thường, người mình mà. Vâng. Anh chẳng qua là anh đi nắng nhiều, anh bị đen đấy. Thật. Ôi giật mình luôn. Ôi giật mình. Anh nói được tiếng Việt phải không? Anh ở đây luôn mà, người gốc Việt Nam mình mà. Gốc Việt Nam mình mà. Đi nắng nhiều đen. Đi nắng nhiều đen cô ạ. Đâu? Đi nắng nhiều đen. Người ta. Angola, Angola. Ông ấy ở chắc đi theo Quang Thông Linh ở trong đi về. Đâu không phải Quang Linh. Hay Quy Vlog. Hay Quy Vlog. Ra đi nào, đi nào, chúng ta đi mua thêm cây đào này thế này, nhưng mà bây giờ chuyển về làm sao đây? À quên cây quất chứ, cây quất chứ. Không, quất đây rồi, đây rồi, đây rồi, mua đây rồi vậy. À, anh bí cầm cho chú này. Chào bạn bí ơi.
Rồi. Bây giờ bác Lan sẽ đi tìm đà, tìm quà, tìm quất nhá. À, Quyết với Antonio chỉ là đi phụ trợ, đi phụ họa nhé mọi người nhá. À, mua thêm canh đào nữa hả? Đi nha, đi nha. Ai đây chụp ảnh, gì là đây chụp ảnh kìa. Nào, mọi người ai chụp cho chị ra. Nào đi em chụp cả, à đấy. À chụp ảnh đi. Nào. Bà cầm cho nó cái. Mua sớm cho nó làm gì. Ui ui ui. Đấy. Rồi, thế xong rồi trả tiền mẫu ảnh như thế. Đây, anh nhờ chụp đi. Nhanh nha, thu tiền nha, thu tiền mẫu ảnh nha. Mỗi người 50 tí tiền mẫu ảnh nha. Yeah, thu tiền mẫu ảnh nha. Thế là cái suất chụp ảnh này là mình đủ tiền mua cái đào đấy mọi người ạ. À, trả tiền cho đứng nữa kìa. Nè, con đi bộ nè, con đi nè. Bố tắc tay nhá. Đi xem nước. Đấy, hôm nay là Antonio cực kỳ đắt khách luôn nha. Bố cho con đi bộ. Cái gì con? Ăn ta rồi. Cái gì con? Của con á? À của con tí nữa mua nhá. Tí nữa mua của con nhá. Bông của con. À bông của con á, bán ăn đang cầm rồi. Bán ăn đang cầm rồi. Thôi bán ăn cầm đi. Bán ăn cầm đi. Tên là mua cành hay mua cây? Mua cành à? À, anh Bí nhỉ, anh Bí cứ treo em nhỉ? Đây, cả một vườn đào rộng luôn mọi người ạ. Đấy, tha hồ chọn. Nói chung là đợt này Antonio về là mọi người rất là thích thú. Hola, chú chồng. Tu du peso ta ke ustanya quando você está em Gueru, vem aqui. Então, ele quer que tira foto junto e ele que olha. Pra ver sempre, todos os dias. Ok. Đâu nhà anh đâu? Đâu chỗ nào anh nhỉ? À bên này à? Ơi năm nay đi xem đào ngắm đào thích nhỉ. Mà mọi người mình thì đi ngắm đào còn mọi người đi ngắm Antonio. Đấy, đào đây này. Đi mua đào đi. Ok, chỗ này đào cũng đẹp đây này. Còn bên kia nữa. Đi vào mua ra. Ôi đang còn xung quanh kia đây, nhiều thế nhỉ. Đi, ra xem nước đi. Thôi được rồi, một đoạn nữa thôi nha. Được rồi, đi giữ pin này đoạn. Có lạnh không hả Bí? Antonio bê đào xong bây giờ bảo thấy nóng rồi. Ta kết xem bộ con ấy. Dạ, thì cái tâm hồn ta kết xem bộ đủ ta bộ hả? Quyết cũng nóng rồi, bây giờ Quyết bỏ đồ ra rồi mọi người ạ. Sẽ phải cấp bà ra đủ trong frio và đa 100%. Đây ở trong công viên là có những cái chỗ tập thể dục rất là nhiều này. Sa Antonio pode usar essa? Pode usar, já? Aqui tudo pode usar. Primeiro usar ainda para mim ver como. Você pode usar? Como? Subir só. Ông này chưa thể tục bao giờ. Tá bom. Đấy. Còn bên này là Su cũng đang tập bên này. Su tập đi, Su tập đi xem nào. Su không tập thì để mẹ quên. Ok, cùng.
Asing so, cô đã xem Asing, em ta mang nào xa vì, tôi đưa bảo là cái này chơi cái gì, Asing is Asing, rồi đi mua đào đi, em ta ở đây nhiều thứ quá, nhiều thứ để chơi quá, công viên toàn những thứ để gọi là để chơi thôi. Tôi ở đây chơi nha. Aqui estamos a fazer exercício para ver se o frio passa e aumentar pouco de energia no corpo. Antônio, bạn đang tập thể dục tí cho nó nóng người. Dạ, à, bây giờ ngoài trời hơi gió mọi người, cho nên là khả năng là sẽ bị ồn, Mọi thứ là Antonio đều rất là tò mò. Antonio tò mò ngang su đấy. Ngang su à? Tá bom, Santico? Não, tá bom, muito bom. Muito bom? Muito. Tem muito, muito para você passar aqui. É muito, é muito. Angola, você nunca teve assim? Não. Angola, isso você paga. Sim, isso está dentro, foi feito dentro. E quando você está aí fazer assim, paga. Ok. Antônio, bảo là Angola là phải đóng tiền thì mới được tập. Đấy. Chứ không có miễn phí. Đây bây giờ là đúng là không khí Tết mọi người, mới chỉ có là ngày 25, 26 thôi mà lại không khí Tết là cũng đang rõ ràng rồi. Đấy, ra ngoài kia. Antonio ơi, ông định thử một lần ở đây à? Ông đã định thử một lần đây mọi người, trong một lần đây để cho ông thử chắc đến tối mất đây này. Một vòng xung quanh hồ ấy. Yeah. Cả su nữa kìa. Cả su kìa nữa kìa. Tôi thua rồi, bây giờ khi không về, không đi mua đào nữa, ở đây thể dục thôi. Su ơi! Su ơi, đi nào! Thôi túm lại là bây giờ là chỉ có Triều Su với Triều Antonio thôi mọi người ạ. Tôi không đào quất gì nữa thôi nha. Thôi đi nào, gọi Su đi quay lại đi. Vamos, vamos ra. Su ơi, đi nào. Không thèm về nữa. Antonio với Su. Đi nào. Thôi. Não, é bom. É bem divertido aqui. Muito bem divertido. Esse Angola só tá nos lugares que se pagam dinheiro. Já aqui não. Tem estou frio. Tá se sentindo corpo fraco. Tem pouca energia. Vem aqui. Faz as tuas energias aqui e vai em casa. Ok. Rồi, đi nào, đi nào. Vamos já. Vẫn là còn tiếc. À nói thì, passa. Dạ, nói thì, dạ. Đi nào con, kẹo bông tí về bố mua. Tí về bố mua nhá. Đi nào. Tí về bố mua kẹo bông. Đi rồi. Không ạ, à, Angola. À, không phải đào rừng đúng không? Sama Pisegu. Pesegu.
persigo. Sabe, né? Tipo, frusta vende na que sobraite. Sua, đứng đây con nha, chung chạy nha. Persigueiro. Persigo. Đây đây anh chụp cho. Chú ơi con đường không chạy. 2, 3 nào. 1, 2, 3 nào. Ok rồi. Nào ai vào nữa nào. Có tuyệt vời. Nào. Nào có được. Nào lên nào. À máy nào nào. Nào chị chụp đi. Ôi dồi. Được rồi. Đây rất là nhiều người chụp ảnh. Ơi xuống chụp à. Anh thấy con đây. Chụp rồi à. Nào, ai chụp nữa nhỉ? Rồi nào, chúng ta đi nào, bán lan đâu rồi? Đây. Dạ vâng ạ, nào. Đứng cả nhà. Nào, chụp nào. Nào, ok nào. Nào, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok rồi. Ok. Rồi, tại chụp lại với đeo khẩu trang. Này chụp lại à. chụp cái tao đây. Đây chụp quay lại, đấy đúng rồi. Rồi, ok. Antonio Pega xin tao bông. Ok, tao bông ra. Ok, đẹp rồi. Nằm cay quá, đắt cay quá. Đâu rồi nhà, bán lan đâu rồi. Rồi. Thế là đi để xem cây khác này ra đi mua nha mọi người nha. Đấy hôm nay đắt khách quá, Antonio đắt khách quá. Đây là Angola anh ạ? Dạ vâng ạ. Không ạ, cháu là Hai Quy Vlog. Dạ vâng, Hai Quy Vlog cuộc sống châu Phi, Quang Linh khác. Dạ vâng ạ. Xong rồi. Ok nha cả nhà. Đây là chúng ta đi một vòng thế. Thế nhưng mà máy quay của Quyết chuẩn bị hết pin rồi, hôm sau đi phải mua thêm cả cục sạc dự phòng nữa mọi người ạ. Bởi vì là nhiều khán giả muốn chụp ảnh ấy. Thế nên là bây giờ mấy chị em lại đi quay lại mua thêm cây quất, một cành đào này với lại là thêm cây quất nữa, xong là chúng ta đi về thôi. Antonio đi hôm nay rất là thú vị đúng không Antonio? Sentico muay gì? Hoy sinto muito bem, estamos dando passeio, passear bocado no largo ambiente e se encontrar com algum vietnamita que também veja pouco os angolanos aqui e outros mesmo nunca viram. Então também fico feliz porque eles me viram e servimos. Eles pediram para tirar fotografia, então tá bom, é muito bom. Yeah, tá, gostei muito. Ok, fala, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ok, ok, dạ, được rồi. Kết thúc video đây nha mọi người. Xin chào mọi người nào con. Chào mọi người. Con là gì nhỉ? Con tên là gì nhỉ? Tên là Châu Phi. Con là Châu Châu Phi. Ok, xin chào mọi người nhá. Ok, xin chào. Rồi bây giờ quay lại là mua qua lấy quất, xong là chúng ta chở quất về thôi, đến lúc chở không quay được cho mọi người xem đâu.